following notable contain over the past in the beauty of Hue. Welcome to Hue's Colors program. Welcome to Hue's Colors. Các tin tức hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật tại Huế. Cảm nhận của người nước ngoài, người Việt Nam về Huế. We are not so charming the residents at the new space. Vẻ đẹp các điểm đến của Huế. Vẻ đẹp của Huế trong đời thường. Tất cả sẽ có trong chương trình mới trên sóng TRT Huế những sắc màu, Huế Color. And just walking along the river and potential of Thừa Thiên Huế and Đà Nẵng City. Located along the central axis of the imperial city of Huế. Một chương trình tiếng Anh cung cấp nhiều thông tin bổ ích, quảng bá, giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa, du lịch Huế đến với khán giả, đặc biệt là khán giả nước ngoài. Huế Color, 21:20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh TRT.